Có một người dân hả? Chết cha. À, xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Xin cảm ơn những tình cảm vì đã yêu cầu Phạm Long một cái khúc mà thuộc một người dân mà như là live show từ lúc 2014 tới giờ mà bây giờ quý vị vẫn còn nghe, vẫn còn thích, thì Long rất là trân trọng những tình cảm này. Và bây giờ thu một người dân thật hả? Nếu hát thu một người dân chỗ thầy lớn được không? À, tức khi hát cho Long thật tâm đi nổi vì hôm nay Long bị khát tiếng. Cho nên có được xin sống không thì thâu cảm và bỏ cho Long. Xin mời anh ạ. Thiệt là tình cảm của bạn rất nhiều.